Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên tuyến đường nối hai đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Đó là tình trạng hàng quán, xe ô tô nối đuôi nhau lấn chiếm hành lang giao thông, lòng đường vỉa hè làm nơi dừng đỗ phương tiện và buôn bán kinh doanh. Tình trạng trên xảy ra chủ yếu tại các khu vực qua huyện Kim Động và Ân Thi. Thực trạng này đã gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng chấn chỉnh tình trạng trên để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản về việc tiếp tục triển khai thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Trên địa phận tỉnh Hưng Yên hiện có 3 trạm thu phí đều áp dụng hình thức thu phí không dừng. Hiện Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng đối với các tổ chức, đơn vị cá nhân thực hiện gián thẻ điện tử định danh không dừng qua các trạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông. Khi trời mưa thường xảy ra nhiều vụ va chạm, tai nạn giao thông do tầm nhìn bị hạn chế và điều kiện đường xá trơn trượt. Để tránh các tình huống nguy hiểm, giúp việc lái xe được an toàn và tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra khi di chuyển trong thời tiết mưa bão, sau đây là hướng dẫn để người điều khiển phương tiện giao thông lưu ý một số vấn đề sau. Anh Bùi Xuất Trình, giáo viên trường trung cấp nghề Hương Yên chia sẻ một số kinh nghiệm giúp người tham gia giao thông an toàn khi di chuyển trong trời mưa. Khi chúng ta lái xe vào ngày trời mưa thì đường sẽ trơn và tầm quan sát bị hạn chế. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn thì người lái xe ô tô cần phải thực hiện theo các bước như sau. Đó là phải lái xe với tốc độ chậm, có thể dễ dàng quan sát, kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Khi điều khiển xe với chạy với tốc độ chậm thì cũng hạn chế cái việc bắt nước lên những người đi xe máy và xe đạp đang đi ở trên đường. Chúng ta cần phải sử dụng đèn như sau. Vào ban ngày thì chúng ta sẽ phải bật đèn lăng tét và đèn sương mù, hay còn gọi là đèn vàng. Còn vào ban đêm thì chúng ta sẽ đi đèn cốt và bật đèn sương mù, hay còn gọi là đèn vàng. Chúng ta phải điều khiển gạt mưa phù hợp với tình hình thực tế. Khi chúng ta lái xe vào ngày trời mưa hoặc là sương mù thì sẽ làm cho nhiệt độ ở bên ngoài và bên trong xe ô tô có sự chênh lệch về nhiệt độ, thì chúng ta cần phải bật chế độ sấy kính. Khi mà chúng ta lái xe vào những cái đoạn đường bị ngập nước thì người lái xe cần phải về số thấp, giữ đều ga để cho xe từ từ qua đoạn đường ngập nước. Lưu ý vào những ngày trời mưa hoặc là sương mù thì chúng ta không lái xe sát về lề đường, rất có khả năng xe sẽ bị sụt lở. Và cuối cùng là khi lái xe vào những ngày này mà chẳng may chúng ta gặp tai nạn thì người lái xe bắt buộc phải bật cảnh báo và đặt cảnh báo cách cái đoạn đường mà xe chúng ta đỗ một khoảng cách tối thiểu là 30m để cho những người đi đường khác phát hiện ra chúng ta. Đó là các bước để thực hiện lái xe an toàn khi đi vào ngày trời mưa và ngày trời sương mù. Ngoài ra, chuyên gia khuyến cáo trong trường hợp không cần thiết, không nên ra ngoài khi trời mưa. Nếu có gió lớn hay nước ngập sâu thì nên kiếm một chỗ để trú mưa an toàn. Tuyệt đối không trú mưa dưới các gốc cây vì cây có thể gãy đổ bất cứ khi nào. Khi đi ô tô tham gia giao thông, một trong những tình huống bất ngờ nhiều lái xe gặp phải là tình huống xe phía trước phải gấp. Tài xế cần chuẩn bị một số kỹ năng cần thiết để xử lý, ngăn chặn và hạn chế tối đa thiệt hại của những lần va chạm này. Với tình huống như trên, người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường. Ở nơi có biển báo, cự ly tối thiểu giữa hai xe phải giữ khoảng cách không nhỏ hơn chỉ số ghi trên biển báo. Với vận tốc trên 60 km/h là 35m, từ 60 đến 80 km/h là 55m, từ 80 đến 100 km/h là 70m và từ 100 đến 120 km/h là 100m. Và gia tăng khoảng cách an toàn trong điều kiện thời tiết xấu. Để chủ động xử lý trong tình huống này, lái xe luôn phải tập trung. Khi xe trước phanh gấp, kịp thời kiểm soát tốc độ và quan sát thấy không có xe phía sau gương chiếu hậu thì hãy bật xi nhan và sau đó chuyển làn càng sớm càng tốt. Ngoài ra, người lái xe cần thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh, lốp xe trước khi tham gia giao thông, đảm bảo hoạt động tốt nhất.
Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.